Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị các bạn quy trình kiểm tra phòng ngừa rủi ro phòng bơm hàng ngày của tòa nhà Moonbrand. Quy trình phòng ngừa kiểm tra phòng ngừa rủi ro thực hiện ít nhất là 4 đến 6 tiếng một lần. Nội dung bao gồm những gì sau đây: là kiểm tra tổng quan phòng bơm, môi trường, tình trạng vệ sinh sàn, phòng vệ sinh cửa ra vào, nhiệt độ, mùi lạ, kiểm tra hệ thống bơm, van, đồng hồ có áp lực trước và sau, đảm bảo chắc chắn không gì gì xét, kiểm tra tủ điện, đèn báo. Kiểm tra phòng ngừa rủi ro phòng bơm hàng ngày tại tòa nhà Moonbrand.